Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mấy anh em mình chạy xe qua vịnh Chesapeake Bay ở bên Maryland, cách thủ đô Hoa Thịnh Đốn khoảng 1 tiếng đồng hồ, để săn mấy con cá striped bass. Tiếng Việt mình hình như gọi là vượt sọc, nhưng mà mình không có biết có phải hay không. Đối với những người câu cá ở miền đông bên Mỹ này, con cá này rất là đặc biệt và nhà nước rất nghiêm khắc bảo vệ sự bảo tồn của nó. Có tháng thì mình câu nhưng mà không được giữ. Có tháng thì mỗi người giữ 1-2 con đem về, nhưng mà nó nhỏ quá mình cũng phải bỏ lại. Mình đã câu và theo đuổi con cá này rất nhiều năm nên mình cũng hiểu được cái sự sinh hoạt của nó. Để mình bắt đầu câu rồi từ từ mình kể cho các bạn nghe nha. Hôm nay trời rất là đẹp, ít khi nào mình thấy biển êm như vậy. Hầu hết hôm nay là mình sẽ dùng top water lure, tại vì mình câu trong chỗ cạn mà sâu nhất chưa tới 3 mét. Mình là ghiền nhất là câu cái lure top water. Nhiều khi cái lure nó đang bơi như vậy mà con cá nó nhảy lên, nó há cái miệng bốc một cái, trời ơi là mình giật mình luôn vậy đó. Cái cảm giác của mình lúc đó hả là quá đã, không thể nào mà tả được á. Boom, oh yeah, vô hàng rồi bà con ơi. Cái vịnh Chesapeake Bay mình đang câu này á, đây là cái ổ nhà của nó. Mỗi mùa xuân á, thời tiết nó ấm lại á, thì tụi này nó vô mấy con sông để nó đẻ trứng. Trong cái thời gian này á, thì nhà nước sẽ cấm, không có cho ai bắt mà giữ được cái con cá này hết. Nó đẻ trứng xong rồi á, thì nó bơi ra biển, rồi xong nó di cư lên miền Bắc. Nay mình dùng cái cần rất là nhẹ, 8-17 pound và moderate action. Cái điều này rất là quan trọng khi mình câu cái lure top water, tại vì mình dùng cái cần cái action nó nhanh quá đó. MF hay là F, một á là cái lure nó bơi không có đẹp, hai là nó rất là nhảy nên làm cho mình ép sớm quá. Nhiều khi cái lure nó chưa vô hết miệng con cá mình đã giật nó ra rồi. Còn cái máy thì mình đánh Shimano Stradic 2500, dây PE 1 và cái leader thì 20 pound. Wow, con cá này nhìn thấy to dữ, nhìn mà thèm cá nướng, cuốn bánh tráng, chấm mắm, quá là hết sảy. Oh wow, bạn thấy nó nhảy ăn lên mồi bên kia không? Ủa, mình cũng vô hàng nữa, ham nhìn bên kia mình đâu có để ý. Oh yeah baby. Để mình trở lại chia sẻ thêm cái việc câu chuyện con cá này ha. Như mình đã nói, lúc nó đẻ trứng xong nó ra biển rồi nó di cư lên miền Bắc. Mà nó đi tới tiểu bang nào, nó cũng có nhiều cần thủ tiểu bang đó đang đứng chờ đợi nó. Đến tới mùa hè rồi á, thì nó đã bơi tuốt lên trên tiểu bang Massachusetts. Nhưng khi mùa thu đến, trời trở lạnh, nó sẽ bắt đầu bơi về trở lại Chesapeake Bay, cái nhà của nó, để trú đông. Và năm nào nó cũng làm như vậy hết. Mình vô hàng nữa, phê thiệt. Mỗi chuyến này mình đi á, thường thường một người câu chắc cũng 15-25 con, nhưng mà mình chỉ giữ được mỗi người là 2 con thôi. Mùa này mấy con cá bự chưa về, khoảng tháng 11 á, mấy con cá biển mà nó vô rồi á, là nó bự dễ sợ lắm. Tháng 11 á, là gần mùa đông rồi, mấy con cá nó bơi ra nước sâu hơn, nó không có ở bờ cạn nữa, nên cách câu của mình cũng khác một chút. Lúc đó thì mình sẽ dùng jigging với cục chì và con trùng mồi giả. Tuy là thời tiết nó bắt đầu lạnh, nhưng mà câu được mấy con cá bự như vậy mình rất là ham.
Oh wow, sao lẹ vậy? Mình mới thảy xuống chưa kịp quay nó đã vô cá rồi. Mình nghi là mình quăng cái lure ngay trúng cái đầu nó quá à. Con này thì nó nhỏ, nó không có bự cho lắm. Thôi mình thả nó đi, cho nó lớn, nó béo lên rồi mình bắt lại làm canh chua ha. Các bạn xem thử mấy con cá mình bắt mùa thu mùa đông như vậy nó bự hơn nhiều thấy không? Thêm 1-2 tháng nữa là mình được đi chào đón mấy anh ú nụ mập mạp này trở về nhà của mình. Cái clip này đến đây đã kết thúc rồi. Mình thành thật cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. That's why I'm excited. Uh-huh.